Chào các bạn. Cái video mà các bạn đang nghe đó là cái bài mẫu số 8, Example 8, kỹ thuật Hybrid Picking, trong cái giáo trình mà Đều Guitar Online đang sử dụng cho các bạn học viên theo học. Rồi, cái video này mình muốn chia sẻ cho các bạn tập trên cái câu này với một cái hướng khác, với một cái cách nhìn khác, một cái tư duy khác. Thay vì các bạn tập cái câu này trên cái kỹ thuật này, sau khi được cái kỹ thuật này các bạn lại qua đi để tập cái kỹ thuật khác, thì hôm nay mình muốn chia sẻ thêm một cái ý tưởng nữa, ý tưởng để cho bắt các bạn tập cái câu này nó trở nên hiệu quả hơn về cái kiến thức hợp âm, hòa âm. Thì cái này nó đòi hỏi bạn phải biết chút ít về cái việc hợp âm mà nó sử dụng cho một cái số bậc trên cái giọng trưởng tự nhiên. Ok, cái này nó là đánh trên giọng đô trưởng tự nhiên. Ok, sau khi mà các bạn nghe nó vang lên, các bạn sẽ thấy cái liên sáo đầu tiên đó là đồ mi son si. Ok, đồ mi son si, đồ mi son si, đồ là 1, mi là 3, son là 5, si là 7. Như vậy mình sẽ có hợp âm major 7, đô major 7, nó ở bậc 1. Đô major 7 nó ở bậc 1. Các bạn có thể sử dụng theo thế này, đô major, hoặc thế này, thế này, chỉ bấm hai nốt, hoặc thế này. Ok, hoặc bấm theo cái nốt mà cái bài đó nó đang sử dụng luôn, rồi nó sẽ được 3 nốt. Như vậy nó đây, nó đây. Còn không thì các bạn thay đổi ngón lên phía trên này. Ok, rồi cái bậc thứ hai đó là cái liên sáo thứ hai đó là rê. Nó bắt đầu từ nút rê. Rê pha la, rê pha la đô. Thì các bạn sẽ có một cái thế như thế này. Đây là cái thế mà trong cái bài nó đang sử dụng, rê pha la đô. Các bạn có thể thêm vô, đánh theo cái thế này vẫn được. Ok, đây là thành rê thứ 7 nè. Hoặc các bạn đánh theo thế này. Ok, rồi tiếp theo nó là mi thứ 7. Thì các bạn có thể đánh theo y chang cái thế của nó đang sử dụng, thế này là thêm bậc 3 vô. Hoặc là các bạn đánh thêm cái đánh theo cái thế này cũng được, rê thứ 7. Ok, cái bậc tiếp theo nó là pha. Bậc tiếp theo nó là pha major 7. Nó gồm có những nốt như là pha, la, đô, mi, mi bình thường. Thì khi đó cái thế mà nó đang sử dụng nó nằm ở trên này. Ok, mình có thể thay đổi ngón để mình bấm theo cái thế khác của mình tốt hơn, ví dụ như vậy. Nó đầy đủ nốt hơn. Rồi tiếp theo đó là bậc 5, son si re fa. Cái này nó là trưởng 7 nha, son si re fa mi sol li dien. Ok, các bạn nếu muốn thì đánh theo thế này, nó vẫn nằm ngay chỗ đó. Ok, rồi tiếp theo nó là bậc 6, la do mi, la do mi son. La do mi son có nghĩa là la thứ 7. Ok, thế mà người ta đang sử dụng này, cái câu này, cái mẫu này đang sử dụng. Các bạn có thể đánh theo cái thế này. Rồi tiếp theo đó là bậc 7. Lúc này nó thành hợp âm si thứ 7 giảm 5 nè. Các bạn có thể sử dụng theo tư thế này, tư thế này. Đó là si, nốt gốc, tới pha, la, tới 2, tới cái ngón rê ngăn 5, ngăn 15. Rồi nó sau đó nó sẽ quay về lại, sau đó nó sẽ quay về lại đô major. Đô major 7. Rồi sau khi mà mình hoàn thành được, mình tìm ra được hết, thì mình sẽ nhận thấy nó ở trong 7 bậc. Nó sẽ có là bậc 1 đô major 7, bậc 2 rê thứ 7, bậc 3 mi thứ 7, bậc 4, bậc 4 đó là major 7, bậc 5 đó là trưởng 7, bậc 6 thứ 7, bậc 7 đó là giảm 5, 7 giảm 5. Ok, thì bất kỳ trong cái giọng trưởng nào tự nhiên nào nó cũng sẽ có những cái bậc cơ bản đó. Từ một cái ví dụ này mình có thể tăng thêm cái vốn kiến thức hòa âm, tăng thêm cái vốn kiến thức hợp âm cho mình.
mà nó rất, mình nghĩ nó rất là đơn giản. Đó là một cái cách nhìn khác, mà khi làm được những việc này nó sẽ tạo cho mình một cái thói quen. Cứ mỗi lần tập một cái ví dụ nào đó mình sẽ làm theo cái cách này vẫn được. Thì từ đó nó sẽ tăng thêm những cái vốn kiến thức về hòa âm, scale này nọ. Cứ như vậy và tiến bộ thôi.